Chào các bác và anh em. Thấy rằng cô cháu nó bảo là bố ơi, con thấy đàn chim, mấy con chim nó bay ra ở trên cây, mà nó bảo chắc trên đây có tổ chim nó quá. Ơ đến mùa ấy, đang thời tịch giã này, ở nhà cắt cây chỉnh sửa cây. Hôm nay mình sẽ lọc qua một số cái cành để chỉnh trang lại cái đây là cái cây cốt long, cây long già rất già. Nhà làm mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó qua thời gian thì cắt lại để bông tay, để chỉnh lại tay bông. Cái vết cắt ngày trước đây. Ngày xưa cái tay nó chỉnh nó chổng lên trời đấy, to lắm này. Bằng bắp đùi nhưng mà cắt đi. Cắt đi, cắt cái này là tầm độ khoảng 6 năm rồi. Vết cắt này 6 năm. Và nuôi là cái tay mới này. Đấy. Trước cái tay chọc ngược lên trời này. Mà nó to. Nhưng mà làm lại hết toàn bộ lượt tay này. Thì cũng kế hoạch là trong vòng khoảng 10 năm thì sẽ xong. Với cái cốt thân này bó này, cũng hơn 20 năm rồi. Đây là hoạt long này là trước đây là cụ già mình làm. Bây giờ thì mình làm tiếp. Thế thì cái cây này thì cái định hình vị trí bông tay. Cái cốt thân thì tuyệt vời đẹp rồi. Đấy và liền lắm rồi, liền kít rồi hơn 20 năm thân nó liền. Không bây giờ không phát hiện là chỗ nào. Không phát hiện chỗ nào là chỗ vết đấy trên phần trên này. Đâu là phần chắc nữa. Thế nhưng mà nó thuần nó nuột rồi. Giờ chỉ cần là làm lại bông tay thôi, chỉnh trang lại bông tay. Thì chỉnh trang lại bông tay thì nó cũng phải mất một khoảng thời gian và nuôi tiếp. Bây giờ ví dụ như ở cây này thì mình vẫn để một số cái cành. Các người đẹp này, những cái cành như này này. Mình để số chưa thoáng ở phần này một số cái cành thở. Nó to nó rút đi. Thế còn lại nuôi tiếp những cái tay thế thân điểm hầu tả hữu nuôi tiếp nuôi lên. Đấy, vuốt ngọn thì cũng vuốt ngọn tương đối là côn rồi. Và để quả phúc thì nó rất là nhanh thôi. Nhưng mà phần dưới tay dưới này rất là nuôi lâu rồi. Giờ thôi không lòng lòng nữa là mình vào việc nhá. Cái công tác này là công tác ở nhà chống dịch. Một là ở nhà chống dịch, hai là phá cây. Gọi thế nào cũng được. Có cái việc nó vui không? Không thì cứ nằm đọc báo Nhân Dân lắm chán. Nói chung là cứ nảy ra lại cắt là sau này nếu nó những cái tạo thành những cái sẹo như này lùi xùi như này cũng vui, nhìn nó cũng có cái độ già nua và thời gian của nó, cắt nhô ra một tí thôi mình lọc dần lên. Đây ví dụ những cái chỗ mà mình để nó qua thời gian, bây giờ lọc từ trên này lọc xuống này, đứng lên đây cho nó an toàn, cắt từ trên cắt xuống. Tịch giã này mà không đi đâu được, ở nhà cắt cái cây nó cũng vui không ạ? Một công đôi việc. Đấy. Ngày cố gắng làm đấy 2-3 tiếng. Tối vợ nó mắc màn cho ngủ, chứ không thì nó lại bảo là ra chỗ khác chết. Tụi anh em là ngày trước là mải thời gian đi du lịch, cây cũng chẳng nom nhòm gì đến, cứ để thế nó buông thôi. Bây giờ là gặp đúng cái thời Covid này, cái du lịch ở nhà, có cái việc làm cây làm cối nó cũng vui. Các bác tiền bối cao nhân thì gọi là các bác làm cây cảnh nghệ thuật. Các bác gọi cây cảnh, em gọi cây cối được. Đấy. Ngày là cây, tối là ra cây cối. Nói chung là gọi thế nào gọi đúng không? Kiểu gì nó tập trung đúng không?
những cái cành ở trong gầm trong bụng này, không cần phải để nuôi để làm cái gì, sau này nó ụ ra nó lại vô duyên. Những cái cành mà ở phần sống lưng ấy thì nó cũng gãy được càng tốt. Cái phần lưng này chỉ cần để được khoảng vài ba cành thôi, không cần nhiều. Cắt từ cái phần này cho nó gù lên này. Đấy, còn phần trong bụng này là cắt hết rồi, trong đó lại thì phá vỡ cái cốt của nó. Để ta cần thảm làm kẹo đây, nó cứ to to an tầm như thế là được rồi. Khả năng như chỗ này mình để đấy đủ khoảng 3 cành thôi. 1, 2, cái này, cái này. Cái vế nữa là có cái chỗ mà đứng lọc cành bên trên đấy, ngồi này cho nó êm. Thế này các cụ ạ, thì những cái tay vị trí để tay bông ấy là cũng định hình được. Đây này, cắt nuôi lại đây, thì cái này nó sẽ là hầu này, điểm hầu này, đấy này, tả hữu này, đỉnh ngọn này đấy. Thế thì bây giờ những cái này thôi cắt đi để nó tập trung lực để nó nuôi tay cành. Thế còn thân thì liền nạc lắm rồi, chẳng cần nuôi. Cái này là đủ có sẹo rồi đúng không? Con này cắt nhầm rằng cái này là vỡ mồm đấy, nuôi tiếp. Đây nuôi này xong cái này là phải đánh lại, đánh xuôi ra. Cái này thì còn phải thả, thả buông cho nó to, nó buông được khoảng mất 3 năm nữa. Cái quả này là củ, củ trước củ nhát. 9 ngày rồi. Rồi lọc dần xuống thôi. Để nha làm tiếp. Cái cục này cũng tương đối được.
Vâng, thưa các bác và anh em, chỉ dành một khoảng thời gian ngắn tỉa thoáng cho cây long già. Cây này thì rất là già rồi, mà bó lâu năm rồi, thân liền tịt rồi, nhưng mà làm lại tay cành, cho nên là phải bây giờ phải nuôi cành cút, vẫn phải đẻ thêm một số cái cành thở. Vừa nuôi vừa làm đấy, phần bên dưới này đã đang nuôi này, đây nuôi phất cờ đây này. Thế còn tay bông bên trên thì bắt đầu cái ngọn này bắt đầu chuốt lại rồi, là vuốt định hình như thế là ổn rồi đấy, ngọn này đấy, tay bông bắt đầu là vuốt ra. Thế thì dự kiến là sẽ nuôi tầm độ khoảng 5-7 năm nữa thì cái tay cái cành cút nó to ra. Bên hai bên dưới này cứ thả sỏng đấy, thả sỏng tiết thân điểm hầu này, thả sỏng để buông bó thêm cành thì nó mới ổn được. Đây phần tử cũng có rồi thì làm dần này các bạn. Đây là cái phần mà lý chính đây, mặt chơi chính của cây đây, tay ba hướng vào trong đây. Đấy, định hình thế đấy các bạn, 1, 2, 3, 4, 5 trên đỉnh đây, ngọn của nó đây. Chỉ sơ sơ như vậy để đỏ nó quay nó hơi ngược sáng, tạm thời chỉnh lý qua như vậy các tình yêu ạ. Còn nuôi tiếp những cái cảnh ở phía bên dưới này là đang để buông để nó to hơn nữa, để nó nuôi nó phình ra. Tha màu đây, những cái cảnh bó ngày xưa đây, cái viết cắt kia là có những cái cảnh mới, có những cái cắt chưa cái vắt, cắt rất to, chở bụt rất là lâu. Còn đoạn trên này liền hết rồi, liền tiệt đây này. Giờ còn nuôi tiếp. Như vậy là ít phút chia sẻ đến với các bác và anh em trong thời gian ở nhà chống dịch kìa. Chỉ trang lại cái cốt cây xanh già của mình. Bây giờ xin phép chào tạm biệt các tình yêu nhé. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào các chương trình lần sau.